các bạn đến kênh Xem Cách 24 giờ. X310 độ Kibo Levin bạc Ford Nissan vô cùng ấn tượng. So với phiên bản 135 trước đây, thì cái mẫu xe con tài Yamaha X310 đã lột xác hoàn toàn mới với kiểu dáng, đậm chất cái thầu và sắc sảo, lấy cảm hứng từ những mẫu xe đồ kiện ra đời trước đó để tạo ra phong cách riêng cho chiếc xe yêu của mình. Phấn đấu sẽ đổ cả một vùng trời công nghệ cao, bắt đầu từ đồng hồ Casio dành riêng cho X310, dùng mà không phải chế cháo bất kỳ điều gì. Song song với điều đó, chủ xe đã lên thêm ổ khóa smart key lắp đặt được cho tất cả những loại xe, tăng khả năng an toàn chống trộm cắp tình trạng quân cúp hiện nay. Trang bị cụm thắng Rainbow Access tích hợp là ổ chứa dầu rời Allen, giúp kiểm soát lực phanh đạt tốt, được cho tất cả những dòng xe từ phổ thông cho đến những chiếc phân khối lớn. Cái cụm tăng tốc Dunno đi kèm ống ga Titan giúp hành trình ga được rút ngắn, xe đề ba là nhanh hơn, đạt vận tốc cao trong thời gian ngắn nhất. Tăng thêm độ chiếu sáng cho chiếc siêu bằng dụng cái chó đèn 2 tầng thương hiệu Sinvac. Sản phẩm này lắp như là zin, không cần chế cháo, cho ánh sáng trắng 6 bóng led, không hao điện và làm nóng chó. Trang bị tay con tiếp em xuất xứ đến từ Ý, khả năng là chống gãy. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là không có lỗ chân kiến, nên ta phải CC một lỗ chân kiến bên ngoài để lắp thêm. Lợi thế của cụm này là cho những dòng xe con tài cắt hết con mà không cần phải chế cháo cái hành trình dày như các loại cụm đồ chơi khác. Trang bị hai dầu Rainbow luôn lớn ở phía trước với điện của Garfer 245mm. Hai món đồ chơi này là của những chiếc phân khối lớn, nên muốn lắp qua, chủ xe phải đặt CNC thêm một bộ phát và rất lòng dành riêng cho nó. Tuy nhiên hiện nay để phục tiện ít nhiều anh em, với những các shop phụ kiện đã có bán sẵn cái phát, giá thành là rẻ hơn. Vì gia công số lượng lớn nên chất lượng và độ thẩm mỹ cũng được bằng ta đặt riêng. Ngoài việc full cái dàn ốc roti nằm ở lốc máy thì sẽ dùng cái bộ Levin màu bạc. Cái dòng bộ này được sản xuất và được rất hiếm người chơi hiện nay. Và chúng ta phải mua thêm hoặc là khi muốn mua thì không có. Và cái bộ được làm bằng chất liệu là thiên nhum cho khả năng là chịu nhiệt độ rất cao, bền, không làm bay màu, trọng lượng cũng nhẹ hơn cổ sắt inox. Heo dầu Rainbow sao cũng được làm phát xây ngược đầy ấn tượng cùng với đĩa Garfer, làm thêm rất lòng CC để ăn gian cái đĩa. Ngoài ra heo dầu không còn cả bồng âm. Sử dụng nhiều chi tiết ốp nhỏ trang trí thêm như là bình dầu 450cc mini nhỏ gọn nằm ở hiện sau lớp các chân zin, cái kiểu là xếp càng. Sử dụng cặp vỏ Michelin City Grip Pro tối ưu các khả năng là ấm đường trên chiếc xe là tuyệt đỉnh. Do chủ xe đã xuống cái mâm Reservoir 8 cây, cái bản dành cho Exeter 15 năm số, nên chở phục mâm cũng được làm là cái size. Trang bị phục Nichin bình dầu rời, một hiệu đồ chơi sản xuất giảm sốc từ Anh Quốc. Các dòng sản phẩm của Nichin đều được làm bằng chủ yếu titanium. Điều này làm giảm đi yếu tố ăn mòn, chấn động mạnh, dĩ nhiên làm nhẹ đi cái trọng lượng của phục. Và điều tiện lợi nhất mà các bạn đã đặt hàng, họ sẽ hỏi cân nặng của bạn. Và em nó đang khoe dáng cùng người bạn thân Vinity 10 khi trang bị những món đồ chơi không kém cạnh gì. Exeter 100 đồ kiện đơn giản nhưng đầy tinh tế. Cái chiếc Exeter 100 ở bên dưới đây được khoác trên mình một cái bộ cánh nhẹ nhàng nhưng đầy phong cách đến từ Indo. Theo đó, một số món đồ chơi giá trị làm kèm nó trở nên cứng cáp hơn. Cái Exeter 100, một dòng xe còn tại ngày sức Yamaha, bóc dáng nhỏ gọn, đậm chất hồng cùng với phân khúc 100cc mạnh mẽ, đem lại khả năng ấn tượng sâu sắc cho cộng đồng chơi xe đến từ xứ Việt. Theo bao năm tháng thì lọt bản độ dần dần được đời, nhẹ nhàng, đơn hữu, theo những phong cách khác nhau từ mỗi người. Và cái chiếc Exeter 100 độ kiểm dưới đây, một dẫn chứng cụ thể. Quát trên mình một bộ cánh đen được lãm, mang phong cách Indo đầy cứng cáp. Phần yên được gọt lại góc cạnh tạo ra sự im ái. Chàng chân mỏng manh nhưng đầy cứng cáp với combo mâm, đĩa da yes. Heo dầu KTM 2 bít xứng cùng với cái dầu Morin. Cánh trái nhẹ nhàng hơn với ốc bồng lửa City cần số 2 chiều cho việc sang số trở nên thoải mái hơn. Bộ nhông sẽ đĩa DAD vàng ánh phai tàn theo năm tháng. Ống xả nguyên thủy trở nên thẩm mỹ hơn, Oppo Spark Nano, heo của Rainbow 2 bít xứng quay ngược đầy ấn tượng. Có sự hỗ trợ của phát nhôm CC. Cảm ơn bạn đã theo dõi này, hẹn gặp lại tiếp, nhớ like, share, subscribe.